Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và cả thành phố Hạ Long phổ biến là nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hừng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết không mấy thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Dự báo đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều giảm mây hừng nắng, gió đông cấp 3, sóng cấp 1 cấp 2, tầm nhìn xa từ 4 cho đến 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ. Vừa rồi là tình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, dự báo đêm nay và ngày mai, gió đông nam thổi từ rìa khối khí lạnh tiếp tục chi phối toàn bộ các tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc. Trong đó, vùng chịu tác động mạnh của đới gió này vẫn là các tỉnh thành thuộc phía đông bắc bộ, nên trên khu vực vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chủ yếu vào đêm và sáng, tầm nhìn xa vì thế sẽ giảm thấp. Trong ngày mai, ở các tỉnh thành thuộc phía đông bắc bộ, nền nhiệt sẽ tiếp tục tăng nhẹ, phổ biến là từ 24 cho đến 27 độ. Còn đối với khu vực phía tây bắc bộ, có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù giải rác đến trưa chiều thì trời hứng nắng nhiệt độ vì thế cao hơn riêng tại khu tây bắc nhiệt độ sẽ dao động là từ 29 cho đến 32 độ có nơi thì cao hơn đến với khu vực miền trung trong đêm nay và sáng ngày mai cũng có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù tập trung ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh còn trong ngày thì trời tạnh giáo trong khi đó vùng từ quảng bình cho đến thừa thiên huế trưa chiều trời nắng còn với các tỉnh thành từ đà nẵng trở xuống cho đến bình thuận trời thạnh giáo có nắng từ sáng nhiệt độ ở khu vực miền trung trong ngày mai sẽ tăng dần từ bắc xuống nam khu vực từ thanh hóa trở xuống cho đến hà tĩnh nhiệt độ sẽ là từ 25 cho đến 28 độ các tỉnh thành từ quảng bình trở vào cho đến thừa thiên huế nhiệt độ sẽ là từ 29 cho đến 32 độ còn tại khu vực từ đà nẵng trở xuống cho đến bình thuận nhiệt độ sẽ dao động là từ 30 cho đến 33 độ Đối với khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trong đêm nay và chiều tối ngày mai sẽ tiếp tục có mưa rông cục bộ, có nơi thì có mưa vừa. Còn trong ngày thì ở cả hai khu vực này trời đều có nắng kéo dài. Dự báo Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ là từ 31 cho đến 34 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nền nhiệt cao nhất ngày mai sẽ phổ biến là từ 32 cho đến 35 độ, cục bộ thì có nơi cao hơn. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, đêm nay và ngày mai sẽ có gió đông nam cấp 3, cấp 4. Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vẫn có gió đông bắc nhưng với cường độ yếu chỉ dưới cấp 3. Đáng lưu ý là ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, giải rác khiến tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới 1 km trong sương mù.